Các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Các bạn thân mến, người ta vẫn có câu đàn ông miệng rộng thì sang, vậy có thật hay không? Từ khuôn miệng có thể luận ra mức độ thành công trong công việc của người đàn ông. Vậy có phải đàn ông miệng rộng thì sự nghiệp thăng tiến không? Cùng đi khám phá ngày hôm nay nhé. Người Việt ta có câu đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Nhưng cũng có câu họa từ miệng mà ra, vậy miệng rộng có sang thật hay không, hay là miệng càng rộng càng nói nhiều thì vận trình sự nghiệp càng thêm sa sút? Điểm đầu tiên mà mình phải khẳng định với các bạn ở đây chắc chắn là đàn ông có khuôn miệng rộng thì sẽ có nhiều may mắn. Nhìn từ thực tế xung quanh của chúng ta, có không ít người thành công có khuôn miệng rộng. Họ khả năng giao tiếp tốt, giỏi diễn thuyết, có nét duyên tự nhiên. Đàn ông miệng càng rộng thì tính cách càng phóng khoáng, không hay chấp nhặt, lúc nào cũng nghĩ, cũng giữ một thái độ vui vẻ và thoải mái. Qua chiếc miệng của đàn ông có thể thấy được người này có lòng bao dung và tinh thần nhẫn nại cực kỳ lớn. Có nhiều bạn bè, giỏi xã giao nên đương nhiên là rất có lợi trong công việc, trợ giúp rất nhiều trong sự nghiệp sau này. Đàn ông miệng rộng không quá chú trọng tới tiểu tiết, dễ dàng hài lòng, chính vì thế mà làm việc cũng vô cùng dễ chịu. Người ta thường nói những người đàn ông miệng rộng là tướng người gặp nhiều may mắn. May mắn ở đây không phải vì họ thông minh tài giỏi, mà giống như là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, không mấy khôn ngoan nhưng mà được trời thương, nên là trong công việc được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên ưu ái, con đường hoan lộ hanh thông rộng mở. Đàn ông miệng rộng càng rộng thì tính cách càng cương trực thẳng thắn, hiếm khi nói chuyện vòng vo. Họ không có tâm địa gì xấu xa, cũng chẳng bao giờ nói lời xúc xiểm móc máy đến ai, sống trung thực ngay thẳng. Đàn ông miệng rộng không phải là kẻ nhỏ nhen hay để bụng, càng chẳng ghi thù, có thù tất báo. Tuy nói lời ngay lẽ thật nhưng không khiến cho người khác chướng tai, mà vẫn rất dễ chịu, khiến cho đối phương chịu lắng nghe, chịu để mình thuyết phục. Và có lẽ đây chính là cái tài của người này. Có tài xã giao, có duyên chuyện trò, đàn ông miệng rộng cho người khác cảm giác tin cậy vì họ chân thành và thẳng thắn, là người xứng đáng để làm bạn, để hợp tác làm ăn. Người lấy được lòng tin của người khác như vậy chắc chắn là người có đường sự nghiệp thăng tiến không ngừng và đạt được nhiều thành công trong công việc. Và một điểm thứ hai có thể là không hoàn toàn đúng, nhưng nó chiếm phần đa, đó chính là đàn ông miệng rộng thì tiểu lượng của họ khá tốt. Có lẽ trong văn hóa của người Việt thì bản tính chuyện làm ăn không thể thiếu được chuyện rượu, chén rượu làm quà. Đàn ông ra ngoài xã hội mà không biết uống rượu thì ít nhiều cũng sẽ gặp một số vấn đề cản trở trong những trường hợp nhất định. Nhưng điều đó không phải là điều mà đàn ông miệng rộng cần phải lo lắng, bởi hầu như họ đều có tiểu lượng rất tốt, cũng như là EQ khá cao. Đi theo tiếp khách cùng với sếp thì chỉ có mang lại may mắn khi kết hợp đồng mà thôi. Trên bàn rượu thì dường như mọi chuyện thương lượng làm ăn đều trở nên dễ dàng hơn. Người ta dễ mở lòng mình và cho chúng ta thêm nhiều cơ hội. Lúc bình thường tỉnh táo, chưa chắc sự đã thành, nhưng khi hết mình bên chén rượu cay, đối phương thấy được thành ý của chúng ta, lại đồng ý bắt tay hợp tác. Xét theo một khía cạnh y học thì tiểu lượng tốt, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng đôi khi nó là yêu cầu không thể thiếu trong công việc. Rất làm ăn kinh doanh cho rằng ai uống được rượu, chịu được sự cay đắng của nó thì có thể chịu được khổ cực, có nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai. Tướng nam giới mà miệng rộng là người có tương lai thăng tiến khá tốt về công danh sự nghiệp. Chào các bạn, quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Các bạn thân mến, tướng đàn ông đào hoa đến già vẫn ngoại tình. Có câu giang sơn dễ đổi và bản tính khó rời. Đàn ông phong lưu, thành tính, nhưng có người chỉ nghĩ trong lòng, biết kiềm chế mình lại, có người lại hành động lộ liễu, treo hoa gợi nguyệt ở khắp mọi nơi. Chắc chắn không một nàng nào muốn cưới phải một ông chồng như vậy. Cùng xem tướng đàn ông đào hoa để tránh xa khi mà chọn người thương nhé. Dấu hiệu đầu tiên đó là lông mày mỏng, nhạt và thưa. Lông mày đại diện cho phẩm chất, khí chất của người đàn ông. Người có lông mày rậm
đậm nhạt vừa phải, đồng đều, đẹp mắt thì ắt có đạo đức, tính cách cương trực thẳng thắn, vận thế cũng không tồi. Ngược lại, người đàn ông mà có lông mày nhạt, thưa, dài, ngắn bất thường thì không đủ chuyên nhất trong chuyện tình cảm. Đây là tướng đàn ông đào hoa, báo hiệu một cuộc sống tình cảm hôn nhân không ổn định, làm việc thiếu nhiệt tình, nóng nảy nhưng không kiên trì, quan hệ xã giao khá cực đoan, gặp chuyện lập tức lùi bước. Trong vấn đề riêng tư thì thường thấy khó mà lui, có mới lưới cũ, cho dù đã kết hôn nhưng cũng không an ổn mà ra ngoài tìm niềm vui mới, bỏ mặc bạn đời. Dấu hiệu thứ hai là sau mắt có nếp nhăn hoặc nốt ruồi. Phần phía sau mắt là cung vợ chồng, nếu như vị trí này trơn láng mượt mà thì vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn, vui vẻ hòa thuận, tình cảm sâu nặng. Nhưng nơi đây có nhiều nếp nhăn hoặc có những nốt ruồi, báo hiệu đây là một người đàn ông có vận trình tình cảm không mạnh mẽ, đặc biệt là ở giai đoạn trung niên sẽ có nhiều trắc trở sóng gió, tỷ lệ hôn nhân là tương đối cao. Người này bản thân có tính cách phong lưu đa tình dẫn tới xuất hiện những vấn đề bất lợi về tình cảm. Người này dù là yêu hay cưới chưa bao giờ bận tâm tới suy nghĩ của người yêu, thích ra ngoài tìm tình nhân, có bị phát hiện cũng không thay đổi, tiếp tục phạm sai lầm để thỏa mãn dục vọng của chính mình, nên các chị em hãy tránh xa, kẻo chịu nhiều tổn thương. Dấu hiệu thứ ba là tóc xoăn tự nhiên. Tướng đàn ông đa tình không thể không kể tới người có mái tóc xoăn tự nhiên. Người này có ham muốn tình dục rất lớn, thích đi khắp nơi trêu ghẹo, lừa dối người yêu, lừa dối vợ, bao nuôi tình nhân bên ngoài, lòng tham vô đáy và không chỉ qua lại với một mà còn là nhiều cô cùng một lúc. Đàn ông không thích về nhà, ý thức trách nhiệm vô cùng kém. Nếu thực sự đang qua lại với người bạn trai như vậy thì tốt nhất là sớm rời đi để tránh làm bản thân phải chịu nhiều thiệt thòi. Trời sinh hoa tâm, bất luận là còn trẻ tuổi, bồng bột hay là đã nhiều tuổi từng trải cũng không giữ được lòng mình. Dấu hiệu thứ tư là lông mày hỗn loạn. Một trong những tướng đàn ông đào hoa điển hình là sở hữu lông mày tán loạn, không có hình dạng nhất định. Con người này thường phát triển về năng lực hành động nhưng đầu óc đơn giản, làm việc thiếu suy nghĩ, không biết tính toán, không thích nghĩ tới những chuyện quá phức tạp. Phần lớn trong số họ là những người phóng đãng, bất kha, không có khái niệm về phẩm chất và chung thủy, chuyện gì cũng qua loa, không có lòng cầu tiến. Đàn ông như vậy có đời sống tình cảm phức tạp, đối xử với người yêu tùy tiện, vui đùa, chứ ít phần thật lòng. Nếu như yêu hoặc cưới người như này thì phải hối hận đấy các bạn nhé. Thứ năm là ánh mắt đào hoa. Người này bề ngoài thì khí chất rất tốt, ánh mắt có phần hấp dẫn nên kéo tới không ít duyên phận với người khác phái. Hơn nữa thì đàn ông có đôi mắt đào hoa còn rất thích kết giao với phụ nữ, đặc biệt là trong mối quan hệ tình cảm. Họ không tự chủ được tình cảm, thực sự là không biết mình muốn gì, cần gì, nên chỉ cần người bên cạnh có tình cảm tốt thì mình cũng đáp lại. Một điểm đáng chú ý nhất là người đàn ông có tướng mạo phong lưu này không nghĩ tới việc chịu trách nhiệm, dù yêu hay cưới cũng không chung thủy với đối phương, dễ dàng phản bội, và đặc biệt là đến tuổi trung niên thì cái tính này lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, đi trêu hoa gặm nguyệt bên ngoài, một đời không ngừng ham mê cái lạ.